là podcast Bay Một Ngày Đàn. Còn tôi là Ngọc Nhi, một người đã có nhiều kinh nghiệm dẫn các chương trình truyền hình về du lịch và ẩm thực. Và thưa quý vị, nếu muốn quảng bá đồ ăn thì truyền hình sẽ làm rất tốt điều này. Dạng podcast mà không có hình thì sẽ rất là khó để có thể truyền tải hết được cái độ ngon của món ăn, đúng không ạ? Vì thế, chúng tôi ngày hôm nay có mời đến đây một travel vlogger rất là giỏi ăn nói. Và anh ấy cũng là một người rất là nổi tiếng trong giới trẻ, đó là anh Lý Thành Cơ, một travel vlogger nổi tiếng từng đặt chân đến hơn 30 quốc gia ở độ tuổi 25. Và đảm bảo rằng quý vị khi mà nghe podcast này sẽ được thưởng thức ẩm thực qua thính giác luôn ạ. Không để cho quý vị chờ đợi lâu nữa, ngay bây giờ chúng ta sẽ cùng lắng nghe anh Cơ cất giọng mà. Xin mời anh. Xin chào mọi người, mình là Lý Thành Cơ. Thật ra là mình cũng đã làm rất là nhiều nội dung. Hồi trước thì mình chỉ ngồi là viết và chụp ảnh thôi. Nhưng mà sau này thì cái nền tảng ngày càng phát triển. Và mình quay và mình dùng cái giọng đọc của mình để mình giới thiệu về những nơi trên thế giới rất là nhiều. Hy vọng là ngày hôm nay, dù chúng ta không có hình ảnh gì hết, nhưng mà qua giọng của Cơ cũng như là Nhi rất là bùi tai. Hy vọng là trộm vía là sẽ bùi tai quý vị. Và chúng ta sẽ được chiêm ngưỡng những cái món ăn đó như là ở ngon mắt. Dạ. Như là mình đang xem truyền hình vậy đó. Dạ. Em tin ngày hôm nay là không cần nhìn hình thôi, mọi người nghe nói là cũng cảm thấy rất là ngon và đói bụng. Thì cái điều đó mình sẽ thành công anh ha. Rồi bây giờ thì em muốn là anh sẽ đưa em và quý vị thính giả, mình sẽ đi khám phá ẩm thực ở một nơi nào đó mà anh đã từng ghé qua và anh rất tâm đắc để giới thiệu đến mọi người. Một cái địa điểm mà rất là quen thuộc với lại người dân thành phố Hồ Chí Minh, đó chính là Bà Rịa Vũng Tàu. Đây là lúc là làm thế nào để mọi người chỉ cần nghe thôi mà có thể cảm thấy hào hứng và muốn ăn ngay và phải tưởng tượng được cái món ăn nó đang nóng, đang sôi hùng hục đó nha. Thay vì chúng ta làm một cái podcast mà giới thiệu hết những cái món ăn luôn thì nó đâu thú vị nữa. Đúng. Bây giờ phải gợi ý những cái sự tò mò cho quý vị khán giả cũng như là Ngọc Nhi ở đây. Đó, anh sẽ giới thiệu 3 món. Thì ở đây một á, là đầu tiên là một cái món mà người làm á, phải mặc trùm kính mít giống như là ninja vậy đó. Kính mít là kính đến cỡ nào? Kính mà trùm mà chỉ còn lộ ra đôi mắt thôi đó. Giống ninja, ninja Selit thì phải chạy luôn. Đúng rồi, chạy ngoài đường mà nguyên bộ đồ á, là sao á, là đi nấu bếp y chang vậy đó. Dạ. Đó. Rồi món thứ hai á là chỉ ngửi thôi đã say. Ngửi thôi hả? Giống như là uống nhầm một ánh mắt mà cơn say theo cả đời á anh. Đúng rồi. Mà cái này ngửi gì? Ngửi không khí hả? Chỉ còn ngửi thôi, cái không khí của gần cái món ăn đó thôi là chúng ta đã say cả đêm rồi. Vậy ta, tò mò nha. Rồi món gì nữa, món thứ ba? Rồi món thứ ba đó chính là khi mà làm cái món này á, giống như là chúng ta đang luyện kim vậy đó. Luyện kim là nó sao? Nó có lửa đồ nhiều có quá lửa hả? Rất là nhiều nè. Sau đó là cái người nấu là phải cầm những cái công cụ đặc biệt bằng sắt nè để mà nấu cho chúng ta ra những món cái món gì đó. Mà nghe cực vậy ta. Đó, bởi vậy mới khó. Bây giờ quý vị đang nghe podcast thì có đoán được là đó là những món ăn gì chưa ta? Thì bây giờ chúng ta sẽ đi từ từ nha. Thôi nhưng mà khoan, để thời gian suy nghĩ đi. Mà trước khi đến với những món đó thì mình sẽ cùng tìm hiểu về một cái món mà chắc chắn ai đến Vũng Tàu cũng phải ăn thử, đó là hải sản. Vô. Với 300 cây số chiều dài bờ biển và cái số lượng tàu cá mà gọi là xếp nhóm nhiều nhất trên cả nước á, thì tất nhiên Bà Rịa Vũng Tàu nghiễm nhiên trở thành một cái thiên đường hải sản. Và khi mà xuống đó thì mọi người cứ nghĩ là chắc chắn là sẽ ăn cái món rất là phổ biến ở đó, chính là món tôm tích. Anh thấy là cái món tôm tích là cái mà luôn luôn là lựa chọn hàng đầu. Tại vì tôm tích ở Vũng Tàu không biết sao mà nó to lắm và ăn rất là đã. Và đặc biệt là cái món mà cách chế biến mà hay nhất của món này đó chính là cháy tỏi. Thì là tạo ra bừng cái hương vị và giảm đi cái độ tanh của hải sản. Em nghĩ là sẽ tùy vào cái điều kiện ở mỗi cái vùng đất á, mà nó sẽ có cái nguồn thổ nhưỡng này, nguồn nước hay khí hậu gì đó mà nó sẽ khiến cho những cái sinh vật nó phát triển khác nhau, đúng không? Rồi bây giờ thì ăn hải sản thì anh nghĩ là mình nên ăn ở đâu? Có những cái gợi ý nào cho mọi người không ạ? Ăn hải sản thì anh nghĩ là ngày xưa rất là nổi tiếng là Thành Phát ở Vũng Tàu. Tuy nhiên là dạo gần đây anh sẽ tập trung là muốn đi ra chợ, gần chợ nhiều hơn. Gần chợ sẽ có cái kiểu là vừa bán và họ sẽ chế biến sơ chế cho mình. Và anh sẽ mua về để tại vì mình sẽ thuê một căn villa ở đâu đó ở gần Vũng Tàu, Bà Rịa Vũng Tàu thuộc địa phận á. Rồi sau mình sẽ đem về mà mình ăn cùng bạn bè, là anh thấy là cái đó là ngon nhất. Anh thấy đó là tuyệt vời nhất, tại vì nó sẽ là hải sản tốt nhất và giá nó phải chăng nhất nữa. Và mình cũng không cần phải chế biến quá cầu kỳ.
Đó, thì mình sẽ tận dụng cái nguồn hải sản đó và sau đó mình chọn một cái nơi thật là đẹp ở Vũng Tàu để mình ăn cùng với lại bạn bè mình. Mình trực tiếp lựa, mình thấy là hải sản nó nhảy tươi rối rối tung tăng luôn đúng không anh? Còn mua về làm quà thì anh nghĩ ví dụ mà chúng ta di chuyển một cái đoạn đường xa đi, hoặc là gần như cỡ từ Bà Rịa Vũng Tàu về thành phố Hồ Chí Minh thôi, thì mình có thể lựa chọn những cái loại hải sản nào để đảm bảo nó vẫn sống, là vẫn giữ được cái độ tươi. Anh thấy là nếu mà lựa chọn thì có thể là dòng mực. Tại vì mực thực ra là có thể đông lạnh và giữ ăn khá là lâu để giữ cho cái không có bị ôi thiêu gì đó thì nó rất là tiện gọn. Và ngoài ra thì mọi người không cần nhất thiết là cứ phải mua hải sản về đâu. Là mình có thể nhắn cho cái nhà hàng mà mình mua đó và họ có thể ship tận nơi cho mình ở trên Sài Gòn luôn. Mọi người không cần phải đi cầm nó đem về thì nó rất là phật cực mình. Rồi, bây giờ bắt đầu đi sâu anh nha. Nãy giờ là mình đi sương sương ở ngoài rồi. Nhắc đến cái món lúc nãy anh nói, em vẫn suy nghĩ nãy giờ vẫn chưa ra. Đó là chỉ ngửi không khí mà đã say. Rồi, bây giờ cơ sẽ dẫn cho mọi người cũng như là Nhi đến với lại xã Hòa Long, thành phố Bà Rịa từ rất là lâu, đã nổi tiếng với làng nghề nấu rượu đế. Thử hỏi là nấu rượu thì mùi đầy ở trong không khí mà, cho nên là ngửi một chút xíu là chúng ta sẽ say thôi. Đúng. Đó, để mà có cái rượu đế Hòa Long ngon á, thì đòi hỏi những cái chi tiết kỹ lưỡng trong từng giai đoạn chọn nguyên liệu, đến từng bước nấu và đặc biệt là cái nguồn nước trong lành. Có một lần mình đi qua Nhật á, thì là có một cái loại rượu giống như với lại rượu đế của mình á. Em có đoán được là rượu gì không? Rượu sake à? Đúng rồi, tại vì rượu sake thật ra nó cũng dùng hai nguyên liệu thôi, đó chính là gạo và nước. Mà ngọt ngọt. Đúng rồi, chính xác. Thì vô anh đó thì họ mới nói rằng á, là những cái mỗi vùng khác nhau thì họ sẽ có được những cái hương vị khác nhau do cái nguồn nước tự nhiên và do cái giống gạo ở cái vùng đất đó tạo nên. Cho nên là cái vùng ở phía nam của Nhật á, thì là sẽ là gạo ngon. Và nhưng mà ở vùng phía bắc của Nhật nước rất ngon, tại vì nước từ núi lửa, cho nên là ở vị của rượu Hòa Long rất là nồng nàn, rất là đặc trưng do chính là nguồn nước ngọt tại đây đó. Thì khi mà mọi người tới du lịch ở đây nhớ là không có được uống xong rồi lái xe nha. Đó thì mọi người có thể thử ăn hải sản tươi ngon của Bà Rịa Vũng Tàu nè, sau đó mọi người thử mua thêm một cái bình rượu của xã Hòa Long, Nghe là không say không không có dành cho những cái bạn dưới 18 tuổi nha. nghe rất là hấp dẫn. Trước giờ thì khi mà biết cái sự khác nhau giữa những cái loại rượu á, em chỉ nghe nhắc đến là bởi vì chưng cất bởi những cái hạt gạo khác nhau, những cái giống gạo khác nhau thôi, chứ em cũng chưa biết là nó sẽ có liên quan đến cả nguồn nước nữa. Thì đây là một cái thông tin rất là thú vị ạ. Rồi, vẫn nhắc lại một lần nữa, đã uống rượu bia không lái xe mọi người ha. Tiếp theo đến cái món tò mò nữa, đó là món gì mà trùm như ninja. Khi mình nhắc tới nó là mình sẽ nhớ đến cái món bánh khọt, tại vì đây là cái món mà anh nghĩ là rất là độc đáo và rất là ngon miệng nữa, và chúng ta cũng cảm thấy là ngon mắt nữa, nhưng mà những người làm ra nó rất là cực nha. Cái khí hậu của Vũng Tàu nó tương đối là nóng, những cái lò để mà làm bánh khọt á đâu đâu thể mà để trong nhà được, nó bị nhiều than nhiều khí là cho làm cho cái nhà nó bị mùi, nên là phải làm ở bên ngoài. Và khi mà làm bên ngoài phải đứng dưới ngồi dưới nắng và sao làm rất là cực, nên là mọi cô là phải bịt từ đầu đến chân. Một á, là để che nắng, hai á, là để tránh những cái dầu mỡ nó bắn lên người. Thật ra đó, nó là một cái gọi là bộ dép của những cái cô mà đi làm món bánh khọt này luôn đó. Ha, sao nãy em không nghĩ ra ta. Đúng rồi, mấy cô làm bánh khọt là chỉ chừa đúng một đôi mắt để ngồi mà lật bánh thôi. Đúng rồi, nhưng mà bật mí cho mọi người á, để mà có một cái mẻ bánh khọt ngon á, thì ngoài cái câu chuyện là bảo vệ cho những người nấu ra, thì chúng ta còn có phải nói đến câu chuyện là khâu pha bột. Thì bột ở đây á, cơ bật mí là được pha với nước theo một cái tỷ lệ nhất định, không được quá đặc hay quá loãng. Và có bột rồi thì cho vào khuôn nè, chút dầu, dầu nóng, cho nhân tôm mực vào đó rồi đổ bột vào. Lửa cứ ngùn ngụt rồi dầu nóng nên các cô đánh khọt phải bịt kín mít người. Và người nước ngoài nhìn vào sẽ thấy rất là kỳ lạ. Nhưng mà chúng ta cũng có thể hiểu lý do vì sao. Đang cảm thấy là cái hương bánh khọt nó bay bay rồi nè. Quan trọng phải có thêm nước chấm nữa. Nước chấm phải ngon và ăn với nhiều rau. Tại vì hồi nhỏ anh là cái đứa rất là ghét ăn rau. Nên là cái món bánh khọt này đối với anh nó chỉ là cầm cái miếng bánh lên và chấm vào trong cái nước mắm pha để ăn thôi.
Rồi bây giờ hai món rồi ha, còn món nào nữa không ạ? Nó cũng phải đặc biệt tương tự như vậy và phải quen thuộc nữa nha. À, đặc biệt quen thuộc, cái món này có thể làm quà, có thể đem về làm quà nè. Đó là cái món bánh bông lan trứng muối. Em chắc là ăn rồi đúng không? Dạ. Nhắc đến bánh bông lan trứng muối thì em nghe nhiều người họ cũng ví von hoặc là đố chơi á, giống như cái câu đố ninja của anh lúc nãy, thì người ta hay nói là những cái người làm bánh bông lan trứng muối này á sẽ giống như là đang luyện kim với những cái khuôn sắt rồi lửa đỏ rực vậy đó. Đó. Cái cách làm bánh cũng rất là tinh tế nha. Bột bánh làm từ bột mì, sữa và bơ thôi. Có thấy có cái bột bánh chỉ có 3 nguyên liệu. Xong chúng ta sẽ đổ vào khuôn dày có nắp đậy vào được. Sau đó đốt trên lửa và phải đốt cả mặt trên và mặt dưới của khuôn luôn nha. Đặc biệt là đốt bằng vỏ dừa vì khói của vỏ dừa không có độc. Đó là một cái bí mật. Sau một khoảng thời gian thì sẽ mở khuôn và cho trứng muối vào. Sau đó khi mà đóng khuôn và tiếp tục đốt ngùn ngụt như luyện gang thép, rất là thú vị luôn. Và thực ra thì cái yếu tố quyết định nên giá trị của chiếc bánh bông lan trứng muối này á, chính là cái cách làm, giống như nãy anh Cơ miêu tả, là làm hoàn toàn từ thủ công và một cách làm truyền thống, không can thiệp quá nhiều máy móc hay là áp dụng những cái công nghệ, những cái quy trình tân tiến nào cả. Đúng rồi, tại vì món ăn này xuất hiện ở Vũng Tàu từ những năm 50 của thế kỷ 20, là 70 mấy năm rồi đó. Nó và cái hòa quyện giữa sự độc đáo giữa vị ngon của ẩm thực Việt Nam truyền thống và vẻ đẹp bắt mắt của trò lưu bánh ngọt phương Tây lúc đó. Cho nên là ngay từ những miếng bánh đầu tiên, bạn có thể cảm nhận được cái vị mềm xốp của bánh và hương thơm đặc trưng của hỗn hợp bột mì, bơ và lòng đỏ trứng. Và cái nét chấm phá đó chính là bông lan trứng muối. Tại trứng muối ở đây rất là đặc trưng của phương vị của Á Đông. Em thích xếp hàng mua, thật ra xếp hàng cũng không có lâu lắm đâu, nhưng mà cái cảm giác mình chờ đợi để mua được một cái món ăn ngon á, nó cũng khá là thú vị. Và mình đứng á, mình nhìn được cái cảnh người ta vừa làm nè. Đúng rồi. Những cái món ăn nãy giờ anh giới thiệu á, em thấy có một điểm chung là mình có thể vừa thưởng thức vừa xem cách người ta làm, thì nó cũng tăng lên được cái khẩu vị của mình đúng không ạ? Đúng rồi, tại vì thật ra là giống như là thưởng thức Michelin vậy đó. Đúng không? Đúng không? Michelin là chúng ta phải thấy được những cái vị đầu bếp ngồi ở trong bếp kia, phải là open space kitchen để mà quan khách có thể chiêm ngưỡng cái công đoạn làm ra cái món ăn. Thì anh thấy là đây là cái mà một cái cách để mà chúng ta trân quý được những cái nét đẹp lao động truyền thống của mình và những cái kỹ thuật gọi là nấu nướng rất là truyền thống và được truyền từ đời này qua đời khác. Dạ vâng ạ. Không phải tự dưng mà khi chúng ta đến một cái vùng đất nào đó, mình ăn cái đặc sản ở đó, nó luôn ngon hơn là quà người ta mang về tặng mình đúng không ạ? Bởi vì nó sẽ kết hợp với lại du lịch nè. Mình hiểu được cái văn hóa nơi đó, cái cảnh quan nơi đó và cái quy trình nấu nướng, và mình ăn ngay lúc đó luôn, thì cái cảm giác từ nhiều cái khía cạnh khác nhau nó sẽ giúp cho cái hương vị món ăn nó tăng lên và mình sẽ cảm nhận được một cách chi tiết và sắc nét hơn. Rất là cảm ơn ngày hôm nay anh Lý Thành Cơ đã có những cái chia sẻ rất là hay, rất là thú vị. Đúng là chỉ cần qua giọng nói thôi, anh cũng có thể cho chúng ta biết được cả cái công đoạn nè. Ngọc Nhi tưởng tượng được từng cái quy trình làm bánh luôn và cũng đoán món ăn rất là thú vị nữa ạ. Và Cơ rất là mong là mọi người có thể như Ngọc Nhi nói đó, là tới nơi đó trải nghiệm ẩm thực và thấy được cái quá trình làm ra từng món ăn của chúng ta, để chúng ta cảm thấy rằng là cái chuyến đi du lịch của chúng ta có rất là nhiều câu chuyện để chúng ta kể. Và mọi người sẽ thấy được rằng là đằng sau mỗi món ăn là cả mồ hôi công sức cũng như là một câu chuyện của truyền thống và rất là nhiều bề dày cái văn hóa trong đó. Và chúc mọi người là sắp tới có cơ hội đi Bà Rịa Vũng Tàu thì chắc chắn là thử hết cả 3 món này, và đặc biệt là mua tụi nó về làm quà cho người thân của mình nữa. Dạ vâng ạ. Và để có thể di chuyển đến Bà Rịa Vũng Tàu thì sau đây sẽ có những cái gợi ý dành cho tất cả quý vị ha. Chúng ta có thể đặt xe ô tô hay là mình đi xe máy đến Bà Rịa Vũng Tàu nếu chúng ta ở miền Nam. Thì sau khi di chuyển, Ngọc Nhi có một cái kinh nghiệm rằng nếu mà mình đi ô tô, đi đường cao tốc á, thì cái khoảng thời gian nó mất tầm là 1 tiếng 40 cho đến là 2 tiếng thôi, mình sẽ đến được Bà Rịa Vũng Tàu. Còn nếu chúng ta di chuyển bằng xe máy thì sẽ tầm 2 tiếng hơn, khoảng là 2 tiếng rưỡi quý vị ạ. Còn với những quý vị nào chúng ta ở miền Trung hay là miền Bắc thì mình có thể đặt vé máy bay của Vietnam Airlines một cách dễ dàng trên website để đến với thành phố Hồ Chí Minh. Rồi sau đó mình sẽ di chuyển bằng ô tô hoặc là xe máy tùy vào cái lựa chọn và cái sở thích của mình ha. Và rất cảm ơn anh Lý Thành Cơ ngày hôm nay đã đến với số podcast này. Và cảm ơn quý vị thính giả đã lắng nghe kênh podcast Bay Một Ngày Đàn từ hệ thống máy bay của hãng hàng không quốc gia Việt Nam, Vietnam Airlines. Chúc quý vị sẽ có một chuyến bay tốt lành với những điểm đến thú vị. Xin chào!